Hôm nay thì mình có một cái em Tab S7 FE Em này là một một em Tab của cái hãng Samsung anh em nhé Thì cái em này ai cũng biết rằng là nó pin của nó rất là nhiều Nó tới hơn 10.000 mAh nha Và hiện tại em này nó đang hết pin, nó chỉ còn 6% pin thôi Thì mình sẽ dùng em nó để mình cắm sạc thử cái bộ sạc này cho anh em xem Để anh em yên tâm hơn khi mua cái sạc này anh em hãy theo dõi rồi sau đó anh em cân nhắc xem là có nên mua em này hay không. Đây nhá, mình sẽ cắm vào nguồn để mình thử cho anh em. Ok. Em này nó sẽ là đầu si, chính vì vậy là phù hợp với lại máy Samsung này nhá. Ok anh em, đã sạc rồi. Đây để mình phải xem ra cái giao diện nó có báo cái thời gian và thời gian sạc đầy cho em nó là 1 giờ 52 phút. Như vậy thì theo cá nhân của mình đánh giá thì bộ sạc này sạc rất nhanh nhé Bởi vì cái em này này nó có pin rất là cao Tới 10.000mAh 10 mà chỉ sạc có loanh quanh là à, khoảng 2 giờ đồng hồ là em nó đầy Chính vì vậy thì à, điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng là em sạc này rất là chất lượng và có sạc nhanh Kể cả những máy Samsung Tab có màn hình to và pin châu anh em nhé Nếu như cần mua em này về để sạc nhanh cho điện thoại Samsung của anh em Thì anh em à, có thể mua thôi Em này thì đang có giá ưu đãi rất rẻ hơn trăm. Nếu như anh em cần cái em sạc này thì hãy bấm vào giỏ hàng góc trái ở đây để đặt nha.